Hello các bác, chào mừng các bác trở lại kênh Trailer TT Nhật Tích nhé. Hôm nay thì mình lại review cho các bác một cái sản phẩm mới về trong chuỗi hàng nghìn sản phẩm của công ty Nhật Đức, đó chính là cái cốp đựng đồ. Đấy, cốp đựng đồ này thì rất là điều đặc biệt, một điều là từ trước đến nay thì anh em toàn đang xài bình bằng inox này, để bằng sắt này, nhưng mà hôm nay lại có một sản phẩm mới, đó chính là bằng nhựa, nhưng mà nhựa đặc biệt là Hàn Quốc xịn, chứ không phải nhựa của Việt Nam, không phải nhựa Trung Quốc. Đấy, cũng không phải đồ Thái Lan mà made in Korea. Đây các bác nhé, made in Korea. Hàng này là được hãng đồ chơi Hàn Quốc sản xuất ra, lắp dành riêng cho hai dòng hiện tại phổ thông nhất thị trường Việt Nam, đó chính là K50, K200 và Hyundai H150, cũng như là Pongo 3 Porter 2. Đấy, nhiều những xe nhập ngày xưa ấy, họ về họ hay thói cái bình này treo ở chassis. Rất nhiều bác hỏi mà mua, định mua nhưng mà không có thị trường. Thì đến bây giờ thời đại rồi, đúng không? Bất kỳ một cái gì bên Quốc có, chúng ta sẽ có, chỉ thiếu mỗi tiền thôi các bạn, thiếu mỗi tiền thôi nhá. Đấy, tất cả những cái gì đồ nhập khẩu bên Hàn Quốc có về những chiếc xe nhập ngày xưa, để bảo mà để gọi là kiếm một cái bình này đi theo xe nhập xịn đấy thì rất là khó, vì đặt hàng e-bay về giá thành rất là cao, mà cứ bản thân nhập cái hàng này về số lượng không lớn thì giá thành sẽ cao nữa. Thế nên người ta bây giờ nó khác rồi, bây giờ tất cả những cái gì chúng ta cần thiết, chúng ta thích là có, thích là được và thích là có. Đấy, thiếu mỗi tiền thôi các bạn nhá. Đấy, trước mặt các bác đây chính là cái bình, không gọi em sorry, gọi bình, gọi là thùng đồ. Đấy, thùng đựng đồ của Hyundai Porter, rồi cũng như là Kia K200, K250, Pongo 3. Đấy, Hàn Quốc sản xuất xịn. Đấy, bình này thì nó sẽ có bao gồm hai cái bát đây. Các bác có thể là bắt vào chassis, sau đó bắt vào cái bình này. Đấy, dung tích chứa được cân nặng nó sẽ rơi được 70-80 cân thoải mái các bác nhá. Thùng rất là sâu và dài luôn. Sau đây mình xin, trước khi mình mở cái nắp ra cho các bác nhìn, thì mình cho các bác xem cái kích thước của cái bình này. Đấy, kích thước này nha, kích thước này, kích thước chuẩn của cái bình này, của cái thùng này bao gồm 62 61 61, các bạn này anh em, 61 này, 61 cao là 30 đây, cao của nó sẽ rơi vào 33 34 35. Đấy, cao 34 35 nhá. Đây, mình cho các bạn như này này, các bạn dễ hình dung này, tâm miệng thùng của nó đây, có hình dung ra không, cao tầm 30 đấy. Và sau đây thì nhiều bác hỏi bắt có dễ không, thì mình xin thưa là bắt cái này trong vòng đúng 5 phút 10 phút thôi, tất cả các lỗ nó có chờ sẵn như đây rồi, bắt cái này vào chassis các bác thôi, và sau đó bắt vào đây thôi. Đấy, và sau đây mình xin mở cái lắp nhá. Trước khi mở cái lắp thì mình xin nói luôn là đây, tất cả đồ mạ chrome xịn Hàn Quốc đây, made in Korea đây, đặc biệt lắp cho hai dòng đây. Đây nha các bác nhá, đây là cả phí xịn này. Đấy, các bác nào mà mua cái đồ cũng như là phụ tùng em review quay, gọi là có gọi là ủng hộ, cũng như gọi là anh em mình đã có gọi là duyên với nhau, thì các bác vào nhiều đúng cửa hàng nhá, là có cái cafe ship này. Đấy, các bác vào mà không đúng cửa hàng cafe ship này thì các bác vào nhầm cửa hàng. Sau đây em xin mở ra thùng các bác xem bên trong này. Đấy, thùng đồ các bác này, đấy nha, diện tích bên trong thùng đồ này. Đấy, mở ra là như thế này, nó bao gồm 10 gân đây để chống nước trôi vào trong. Đấy, nó còn có cái chìa khóa các bác nhá, chìa khóa để khóa thùng đồ lại nè. Đấy, có hai chìa khóa xe cua khóa cái thùng đồ này lại. Đấy, còn độ sâu của thùng đồ, độ sâu của thùng này em sẽ đo cho các bác xem. Đây, độ sâu cũng là 30 luôn, bên trong lòng thùng luôn, bên trong lòng thùng thì gần như bằng 60 từ bên nọ sang bên kia, cao bên trong thùng đựng luôn 30. Đấy, các bác thấy không, đây là một trong những chiếc thùng mà cực kỳ anh em ngày xưa yêu thích. Ngày xưa mà để mà nói mà có tiền, bảo là nhiều những bác chạy xe nhỏ mà ra đường nhìn thấy xe Pongo 3 Porter 2 là bảo là muốn mua cái thùng thế này thì không có đâu, không có về được. Nhưng đến bây giờ thì mọi thứ nó khác rồi, mọi thứ đều thay đổi và mọi thứ muốn là được, và các bác thích là có. Đấy, để bác nào mà có nhu cầu thì liên hệ với em sớm nhé, hàng không có nhiều, duy nhất một hai cái về thôi. Đấy, rất chắc chắn luôn. Đấy, các bác thấy không? Sau khi đóng xong chúng ta dùng khóa lại nhà thôi, và vặn cái chìa khóa vào đây là chúng ta có thể khóa được cái thùng đồ này lại và không sợ ăn trộm ăn cắp đồ đạc các bác bên trong. Đấy, cảm ơn các bác đã đến với video này, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đấy, các bác nhớ nhá, các bác muốn mua được cái thùng đồ này hay là ủng hộ em thì nhớ vào cửa hàng ủng hộ em nhé. Đấy, anh em mình đã có duyên kết nối với nhau thì hãy vào đúng cửa hàng để anh em mình có duyên ủng hộ em, chứ còn các bác cứ đừng vào nhầm cửa hàng nhé. Đây, cửa hàng em đây. Thank you các bác nhiều.